Beep. Mama. Wow. Mít ở đây. Thế nào? chuột ăn mất rồi. Để đây cho nó ăn. Trời về trước ngủ à? Ừ. gì? Bác cây to mà. Bấm về. Cái này múi dương. Cái này bác cũng hay có. À thế ạ. Bác tối đây để bác kho cá. Xin bánh mì Hồng Minh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên bán bánh mì các loại được chuẩn bị sẵn rất đặc biệt. Cái này không để cho nó tung rối nữa nhỉ? Người ta gọi là dự báo, không phải là báo phận. Trời ơi, tiền người ta là nào? Tiền đấy, hoài thế. May còn có mấy cái tàu ấy để ra đi nhá. Canh rau cải và cho thêm mấy con ngao này băm vào đây. Vâng. Các bạn lấy một mớ đấy à? Vâng, lấy một mớ cũng được mà. Này rau canh thì một mớ được. Đấy, bà lấy món này không? Bà lấy món này không? Bà lấy món này à? Vâng. Rồi, cảm ơn bà nhé. Bà đi mua được nhiều đấy. Bà đi mua à cá. Cũng rau cải nương đi cô ơi. Bác ơi, 3.000 một mớ mang về làm dưa ngon lắm. Cười xinh à. Em lấy mãi trên đồi về mãi ra đến đây. Cái hai món này à? Đây à? Ôi, cô rau cải nương về làm dưa đi cô. Bó này cũng ngon này. Đây, bó này to này bạn. Ôi. Ngon. Rau cải làm dưa cô ơi. 5.000 qua. 3.000. Vâng, 3.000 có nha bạn. Đấy tiền đấy. Cảm ơn cô. Đã. À, lấy rau đi cô, lấy rau thì vâng, rau cải mèo ấy, cải mèo cho trồng trên nương ấy. Vâng, đây, đây mình làm rau dưa ngon luôn. Vâng, 3.000 một bó này, cô lấy một bó à? Bà lấy một bó hay hai bó à? Một bó à? Một bó của bà 3.000 bà. Bà lấy bó nào đấy bà? Bà lấy hai bó à? Hai bó của bà 6.000, ba bó của bà 3.000. Đây, 6.000 bạn cho bà 9.000. Đây, cháu Bùi cho lại 4.000 này. Xong hết rồi. Nó lên cao cho biển cả gốc rồi. Này khoảng tháng, 2 tháng nữa là nó chuẩn bị ra ngoài. Bà làm rau dưa à hay bà nấu canh? Không, bà chỉ luộc thôi. À, để luộc ăn á. À, thế để cháu chọn cho bà nhá. Không, bà lấy bó này. À, bà lấy bó này à? Cái này nó trồng màu này. Vâng, cái của bà 3.000 nha. Đấy, cả một bó rau này ngon mà. Cháu mang từ trên núi về đây cho nên là nó cũng... Núi nào ở đâu em? Dạ. Núi ở trên Yên Lập ạ. Vâng. Thế là di chuyển một quãng đường xa nó hơi dập một tí. Bà lấy một bó đấy à? Bó thôi. Cháu bù lại cho bà 6.000. À, 3.000 à? Đây, đúng rồi. Cháu bù bà nhé. Cháu cảm ơn bà nhé. 3 bó thôi. Em này chắc là em cái này chưa có vợ đâu nhỉ, có chưa? Một con gì chưa? À, lấy em không? Ăn non thì ăn ngon à. 15.000. Cái này có dẻo không đấy? Dẻo lắm, cái này nhưng mấy quả này siêu bở luôn. Bở ngon, nó bị dẻo, ngon. Dẻo thì quả non thì nó dẻo hơn. Cảm ơn chị nha. Ngon lắm, dẻo lắm. Cái quả non này dẻo hết. Nó dẻo, thơm lên. Đây một quả bán rẻ lắm. 10.000 một cân cô ạ. Này cháu này, bà cháu cửa lại xem. Thế còn mấy quả này cô lấy hết đi. Cháu bán rẻ lắm cô. Làm hết cả bớt tí nha. Cân 10.000 nha, đây còn 2 quả thì cô lấy hết nhé. điều quan trọng là hai cân gạo 2 cân đó. Nó cái nó nhiều. Nó cải mỗi bó này là 3.000. Vâng, cô lấy cháu lấy 5.000 2 bó này lấy luôn, cháu lấy hết luôn. Có rau dài quá. Cái này hôm qua Hải, chiều qua Hải có người lắm đấy. Nhưng mà kiểu có bị di chuyển mang theo mùi ở đây em. Tôi chồng đâu, lắp hàng. Ở Yên Lập à? Cảm ơn cô nha. Thế là hết rau rồi. Vâng. Đấy, chị thích buồng lạc đấy. Mua chuối cho bác. Này chuối chín ngon lắm. Hôm qua cháu vừa mới đi chặt ở trên đồi về ấy. À, chị lấy mấy nải? Mấy được mấy nải? À, được hai nải. Cháu bán một buồng một nải này là 5.000 bác ạ. 5.000 hả? Vâng. Đây này buồng này cũng chín này. Vâng, bác lấy buồng nào? Vâng. Nếu bác lấy ăn luôn thì lấy buồng này chín này. Buồng này là tha hồ ăn luôn, còn mấy buồng này còn xanh hai ba hôm nữa. Bác lấy buồng này nhá. 5.000. Vâng, buồng này 5.000. Vâng, cảm ơn nha. Bác ơi, bác lấy mấy nải? Hai nải. Hai nải à? Hai nải 10.000 bác ạ. Vâng ạ. Đây, cháu lấy cho bác nha. Rồi bác lấy hai nải này. À. Ôi thôi còn một nải thì cháu khuyến mại cho bác luôn. Thôi cho bà này, bà làm bánh nữa này. Vâng vâng, à cho bà làm bánh nha. Bà làm bánh ít quán à? Bác cảm ơn nhá. Vâng vâng vâng. Cháu cảm ơn hai bác nhá. Thế là hết. Bà lấy không, ở đây vẫn còn một cái căn này. quả này thì mình có thể bình tĩnh đi. Bên này cũng đẹp này. Dạ, vâng. Bà ơi, bà có lấy không? Bao nhiêu cài? Đây này được không bà? À đây à, quả này nó kiểu rất là xấu. Cái này mà kiểu nó về nó chín đấy, về nó chín mình ăn được. Nó cái mặt trời nó hơi xấu, quả nó hơi xấu. Rồi bà, cháu cho bà. Đây chị ơi. Ừ. Cái này là 100 một cân. Cái này 100 một cân. Cái này là 100 một cân. Cái này là 101. 101 rồi. Cái này 70.000 một cân. Sửa. Ngon. 1 cân. 1 cân. Có chặt không? Không ạ, bác cho vào túi cho cháu. Vịt con đẹp nha. Giả chấu khô như thế này, xong là thắp cái bóng sưởi này lên. Con vịt thì chỉ tầm 1 tuần cho đến 10 ngày là được. Được. Đây, em tự bà chọn đi cho nó. Sau còn 1 tuần xong là tuần đến 10 ngày, nói chung là mùa Tết thì thắp bóng nó tuần đến 10 ngày xong là 2 cái bóng này. Cái này là có 2 loại nhá, một loại là vịt bơ, một loại là vịt bầu. Đoạn này nhìn nó to hơn hẳn nhỉ? Có thể nó lớn nhanh hơn. Anh đưa về nhà suối ở nha. Rồi, em cảm ơn chị nha. Em đi về đây. Về nhưng mà về nữa thì các bóng suối mới nói nha. Vâng. Mic đây rồi. Mic. Đi chơi đâu ấy? Chơi đâu ấy? Ôi trời, nhấc chân bẩn quá. Ui. Minh Mic. Này. Nào. Cho vịt đấy. Ăn cám vịt à? Ôi trời. Thích ăn cám. Đói rồi nhỉ. Thế nữa mình anh nướng sườn lên cho ăn nhé. Nướng sườn heo lên cho ăn nhé. Ngoài cái này cho vịt thôi. Đây. Mít. Ảnh hết rồi. Này chim ăn mất rồi. Vừa mới hái ngọt lắm. Đây cháu bán quả to như này thì là 5.000, còn quả bé thì quả to là 10.000, còn quả bé 5.000 ạ. Quả này nhỏ hơn nhưng mà cái này ngọt lắm. Ơi em bé chọn đầy đủ đi. Quả to 10.000, quả bé 5.000 ạ. Vâng, quả to 10.000. Hôm qua cháu vừa mới lấy trên lương về. Anh lấy quả này à? Bác lấy thêm quả nữa đi, này ngon lắm. Quả to quả nhỏ, quả này thì ngon. Vâng, 15.000. Đấy anh lấy quả này à? Anh có lấy thêm nữa không? Hay là làm một quả to thì nấu canh, hầm xương ngon. Đây người nhìn anh nhé. Bà ơi mua đu đủ đi bà ơi. Quả bé thì em bán 5.000, còn mấy quả to này thì 10.000 chị ạ. Hai quả, chỉ cái quả to à, hai quả nhỏ à? Quả đấy là 5.000, còn quả to thì là 10.000. À rồi chờ tí nha. Em lấy một quả đấy à? À rồi, cảm ơn nha. Bác lấy một quả à? Bên cuối đó hai mấy nhỉ? 25, thế 25 thế thì còn lấy 2 quả. Lấy 2 quả. Quả to 5.000, quả nhỏ chị ạ. Em cảm ơn chị nha. Anh mặc trên núi thì ngon lắm. Quả này được không? Anh thử. Nó hết vừa vừa trời. Ngon mà, ngon lắm. Ngon lắm. Đi ở đâu đâu để bà buôn tăng bố mà đừng tìm phá thú cơ. À, ơi, vặt cái này trên ngon ngon này. Quá ngon luôn. Em lấy thêm không? Không lấy cái quả to này về nhà hầm xương ngon này. Cái quả này mà hầm xương là cả nhà ăn luôn. Quả này á. Ok. $10.000 em ạ. Cảm ơn em nha. Anh chọn quả nào? Lấy cái bát quả để ăn đây nha. Toàn quả ngon rồi. Quả to. Em cảm ơn anh nha. Dạ, từ từ, để em cho anh thêm cái túi nữa cho nó. Quả to lắm kìa. Kìa nha. Rồi, em cảm ơn anh nha. Quả nào? Quả to này á. Quả thôi. Quả to này thì anh bán 10.000. Quả. Vậy để đến ngày mai thì chị ở. Không mà hai ngắt. Con này là thép của nó là nhíp ô tô à? Đây là chuyên qua. Là các bạn đấy, tao toàn gì à? 200 bán không? 200. Em gửi tiền đấy rồi. Đây đón anh à. Mít mít mít. Ôi trời ơi. Nhớ em quá nhỉ. Thì nữa anh làm thịt bò lên cho ăn. Làm thịt bò lên cho ăn nhá. Ơi. Mũi lạnh đấy. Ba quả. Sẽ không quả trứng trắng nhỉ, hai con đẻ à? Mít mít mít, để đi. Make, 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 make. อันนี้อันนี้Thả kia cho ăn nhé, ngon lắm nha. đuổi côn trùng, đặc biệt mùa hè mỗi khi côn trùng tiếp lên da có liên quan đến tắm, tông hơi, giảm cân. Cân đi. Có tiền lẻ không chị? Không có. Đi mua. Để chờ anh chị nhé, cứ ngồi xuống. Nữa em ạ, em lấy mấy cân? 1 cân à? Cứ nhặt đi. Cân à? 1 cân. 5.000. Quả nào to, quả nào đẹp nhặt vào. Này chắc chưa được 1 cân đâu, thêm 2-3 quả nữa. Đấy. Ui vừa đúng 1 cân luôn. À. 5.000 anh ạ. Cân nhỉ? là bỏ cái bàn cô đi bằng bàn tập lần 3 thế thì đủ em lại nhá. Có đâu. Tưởng một bẹ hai bò bẹ kiếm được. Không bẹ. Hôm nay không thấy ai bán nhỉ? Này bao tiền một phiên đi em? 哎呀！ Ai chưa xem thì vào xem cho biết ai biết rồi ta tiếp tục vào mua luôn nào. Hàng cực đẹp cực vô sau nào. Mà ai là người đi không về, có ai là người lấy cho chúng bạn trong buổi chợ ngày hôm nay thì cầm ngay trên tay hàng của chúng em về quay ngay với vợ với chồng nào. Anh ơi, cái này bao tiền đấy anh? 50.000 à? 40.000 bán không anh? 40.000 lấy em lấy cái. Không bán được, áo đấy là rẻ. Bán thanh lý nhưng áo đấy thôi, không đâu. Đấy giá nào bán giá đấy thôi. Bán em cái này đấy, 50.000 à? Có cái này rồi anh ấy. Mỗi cái chục này. Con đấy 8. Cháu lấy khoảng 1 yết mang về làm ấy mà các bếp ăn Tết mà. Cô chọn cho dòng mềm miếng này. Em tưởng có sai rồi đấy. Nó bật ra nó là sợn rồi đấy. Chơi đâu à? Ôi trời ơi nha. Lâu thế nha. Mua cả đống thịt về đây này. Ngoan quá nhỉ. Nhà trông gà trông thịt cho anh ngoan quá. Ding ding ding. Mít giao về đấy. Đây. Đây hàng này có thịt lợn ăn rồi. Nè. Mít. Này. Vụ quá. Wow. Mình.